Chào các bạn. Chào các bạn, hôm nay mình làm clip hướng dẫn cho các bạn quay cái màn hình điện thoại iPhone. Trước tiên mình quay điện thoại iPhone á, là người ta nhà sản xuất á đưa ra khi mà người ta cài phần mềm á, người ta có bảo mật người ta nên nha, người ta không đưa cái chế độ quay màn hình á trên cái thanh công cụ ở dưới, gạt dưới lên, người ta không có đưa cái thanh mà quay phim bằng màn hình này, màn hình điện thoại, nên người ta không bỏ những cái công cụ mà thường dùng mà không có bảo mật thì người ta để lên đây, còn bảo mật quay màn hình đó người ta bỏ trong ngay cái phần cài đặt. Trước còn các bạn mà muốn quay màn hình đó, còn các bạn vào cài đặt này đó. Cài đặt vô là trung tâm kiểm soát đó. Trung tâm điều khiển này đó. Bạn chọn là tùy chỉnh điều khiển đó, đó cái hiện camera nó khóa rồi ha, camera là người ta đưa lên là cái chiếc cái chụp hình thôi đó, khóa là chiếc chụp hình, là còn cái chế độ mà ghi màn hình đó, ghi màn hình đây, bạn có bấm vào chế độ ghi màn hình này đó, bấm chú cảm thêm vô này, ghi màn hình đó, ghi màn hình là nó ghi màn hình, nó di chuyển đến đây là các bạn ra ngoài trở về hành chính, các bạn thấy không, ghi màn hình nó nằm ở chỗ đây, nãy là không có lúc nào nó không có, mình đưa ra khi mình dầm mình đưa nó ra là nó có hiện cái thanh công cụ là quay màn hình này. Giờ mình quay màn hình cho các bạn coi này đó, bấm vô 1 2 3 chuẩn bị nó ghi nè, hiện giờ là đang ghi cái màn hình mình thao tác đó. Mình thay đổi để cho các bạn dễ thấy đó, mình lướt vô YouTube này, đang quay màn hình đó, vô này đó, bấm vô clip nè, chúng ta bị tấn công rồi, quân địch mạnh quá, làm sao bây giờ? Giờ nào, lựa chọn chúng tôi thôi. Mình đang quay màn hình. Mình coi thử một đoạn cho các bạn coi thôi. Giờ mình trở về. Giờ mình trở về cho coi, mình dừng là mình dừng cái quay phim này. Đó. Đó, video này được lưu vào ảnh này, máy là clip nãy mình quay đó, máy clip giờ nãy quay đó. Rất là đơn giản, có bạn có thể ứng dụng để mà trực tiếp cái game nữa, bạn chơi game mình đưa lên YouTube hay là hướng dẫn cái gì đó, hay là dạy học hay là chia sẻ những cái hình ảnh cho người thân này đó, rất là đơn giản. Video đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã theo dõi, nếu thấy hay hữu ích thì các bạn đăng ký và like video cho mình. Chào tạm biệt nha.